Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi ra vườn cắt rau và cho cà cho cây nguy dâm đi hái cà chua cho mọi người. Rồi đi lại hái con. Il faut mettre le ciseau plus loin. C'est trop bas, chaton. Regarde, tu vas couper la ficelle en plus. Tu vas couper la ficelle. Non, celle-là. Tu vas couper la ficelle. Non, ici. Voilà. Et rentre plus loin. Voilà. Voilà. Allez, encore plus fort. Attends. Rentre-le encore plus loin. Tu auras plus facile. Plus tu vas loin, plus tu as facile. Voilà, Lolo. Voilà, coupe. Et vas-y. Et deux mains. Deux mains. Fort. Voilà. Ê, giờ thì ra thu rồi luôn. Thu mía rồi tẹt. No. Chín quá nó nở rứt rồi. Còn một trái nữa. Ici à toi aussi hả? Il y en a une seule, oui. Ah, il faut pas toucher lui, il va casser. Attends. On va le couper. Mets le ciseau par là. Oui, mais... Et tu mets-le ici, voilà. Et enfonce-le bien, sinon il va avoir du mal. Attends. Voilà, oui. Encore. Attends. Enfonce encore un petit peu. Attends, ouais, voilà, balut, c'est bien. Coupé, loup. Vas-y, Kayan. Vas-y, William. Allez, un, deux, trois. Allez. Coupe. Waouh. Et les loups, celle-là. Waouh. Oh, y'a un trái cả. Ah, William, la tomate, hein, tes premières tomates. Oui. Ah oui, dis donc, elle est lourde. Hey, Kayan, t'as vu la tomate? Un pipi. Tu veux faire pipi? Allez. Lại hai con má. Cái cọng nó dài quá trời dài luôn mọi người. Mình hái cho nó ra bớt thêm lá khác ha. Dài khủng luôn à, mà còn nó eo à. Nè. Cái cọng nó dài. Hồi tối mưa nên nó có nước nè. Nó eo luôn này, mình vô mình luộc á, cái mình chấm với chào ăn. Chứ ngày nào cũng ăn ăn thịt không à, không có cá các bạn ơi, bên đây không có cá đồng. Ăn thịt riết mà ngán luôn á, tối ngày thịt gà, thịt heo, thịt bò. Có nhiều làm tới. Rồi lâu mình bỏ thịt thì mình không ăn thịt. Mình hái rau mình vô cái mình ăn với chào, chấm với chào. Ăn cũng ngon. Ăn cái kiểu dân dã vùng quê. Vùng quê nghèo ngày xưa vậy các bạn. Vậy mà ngon á, lâu lâu đổi món vậy mà ngon. Này các bạn, mình hái chút xíu mà nhiều quá. Lá dày rồi, lá tươi tốt xanh dần. Cái má này mình xin của một người bạn họ chồng đó có gửi đó, rồi họ cho mình được một nhúm à. Nhúm nhỏ xíu à. Bây giờ chồng vô đây cái nó nhảy ra quá trời luôn các bạn. Này mình trồng trong chậu nha. Còn nếu mà mình trồng ở ngoài đất á là nó nhảy ra dữ lắm luôn, nó lan rộng ra nguyên khu vườn luôn á. Rau má này cái sức sống của nó mạnh lắm và chịu lạnh cực kỳ luôn. Rễ của nó rất là kiên trì luôn. Nên mình không có trồng ở dưới đất, trồng dưới đất nhiều mà mốt nó lan rộng quá mình ăn không hết. Với lại mình cũng không có phải là thường ăn rau má. Rồi tiêu rồi. Là nói chuyện cái mình bứt luôn cái cọng hoa của nó uổng không, để cho nó rụng bông nó ra cây khác mà uổng nó ghê. Thôi kệ đi, hái nhìn thấy ham luôn các bạn. Cái lá gì đâu mà kinh khủng bự, cái cọng cũng bự. Coi nè, vô đây coi nè, các bạn. Trời ơi cái cọng nó nè, nhìn mê không. Mình hái sát gốc luôn. Trời ơi cái lá bành trướng. Nhìn đã.
Rồi mình hái nhiều đây thôi, còn mấy cái cọng nhỏ này nè, mình để cho nó lớn từ từ lên. Bông này nữa nó rụng mau mốt xuống đất là nó mọc lên dữ lắm luôn. Mình lấy luôn cái trái cà chua này luôn đi, mình sợ để lâu nó cái đó già nè các bạn. Còn gai nữa. Cà chua này của Việt Nam nè. Mình hái rau muống nha các bạn ơi, rau muống kìa nó to, nó bự ghê không mình các bạn. Ôi nhìn thấy mà mê luôn, mình nhìn cắt rau muống nè. Cắt rau muống xong cái mình ấy phân cho nó. Rau muống này là mình đem vô mình xào. Xào thôi mình ăn lẩu ngon dữ lắm luôn. Nó cỏ ngập trong này. Các bạn có nghe tiếng gì không các bạn? Con trai mình nó nói chuyện. Ngon quá trời ngon, ngon luôn các bạn ơi. Nhìn thích quá. Mình thấy mình thấy đã tay luôn. Gật còn non á. Ông xã mình cũng thích ăn muống, rau muống của Việt Nam á. Nhiêu đây là được một chảo rồi đó. Nhiêu đây là được một chảo, một dĩa rau muống à. Thôi mình chờ lại, mấy cây kia nó còn nhỏ quá. Mình chờ lại. Là sao mình hái ăn tiếp. Ra thằng ô của mình nó ra hoa nè các bạn. Có nên đi thu hoạch không ta? Tại vì mình thấy nè các bạn ý, mình thấy là nó ra cái nụ, cái cây nhỏ nhánh nhỏ thôi nè. Nó ra nhánh nhỏ thôi mà nó đã có bông có nụ rồi. Đó, có nên là để là thu hoạch không biết đó. Nếu mình để thì mình sẽ có hoa để mình ngắm. Còn mình thu hoạch ta sợ nó ăn nó bị nhẫn quá các bạn. Cả có bông rồi. Nè, mấy cây này cũng vậy nè. Hay là thu hoạch nên mình ngắt bông mình ăn thử coi nó sao ha. Nếu mà mùa sau nó cũng ra bông nữa chắc mình để luôn. Chứ ăn nó nhẫn cũng không nè. Như các bạn thấy nè, mấy cây này nè, nó ra đọt hơi nhỏ nhỏ xíu là nó có nụ rồi. Thôi mình cắt bông rồi mình thu hoạch ha. Hai mẹ con mình thu hoạch được nhiêu nè các bạn. Rau tầng ô, rau má và rau muống và cà chua và một trái dây leo. William rất thích đi hái rau luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem video nghe, hẹn các bạn trong video kỳ tới. Nhớ nhấn like và ủng hộ của kênh Cuộc Sống Mỹ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.